Vụ án trên đã khép lại một cách vô cùng đáng tiếc, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn là câu chuyện tiếp theo sau đây, kể về một vụ án mạng kỳ bí tại toilet công cộng ở Nhật Bản, đến nay vẫn chưa có nghi phạm hay bất kỳ lời giải thích hợp lý nào được đưa ra. Một xác chết nam đã được tìm thấy trong toilet nữ, đáng sợ hơn là thi thể nằm hẳn ở dưới bể phốt mà chỉ có hai chân ló lên thôi. Một ngày tháng 2 năm 1989, tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, một nữ giáo viên 23 tuổi phát hiện có điểm bất thường ở hố xí trong khi đang đi vệ sinh. Sau khi kiểm tra, cô đã kinh hoàng tột độ khi thấy đôi chân của một người đàn ông xuất hiện ngay bên dưới. Cảnh sát đã có mặt vài phút sau đó và phong tỏa hiện trường. Sau đó, việc cần làm đầu tiên là kéo thi thể người đàn ông ra khỏi đường ống. Nhưng việc này không hề dễ dàng dù đã có sự trợ giúp của lính cứu hỏa. Không còn cách nào khác, lực lượng chức năng đành dùng máy khoan phá hủy đường ống và đưa thi thể ra ngoài. Nữ giáo viên sau đó đã nhận ra nạn nhân, anh là Naoyuki Ochino, 26 tuổi, làm giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn gần đó. Theo lời mọi người, anh Naoyuki khá tốt bụng và rất nhiệt tình với các hoạt động trong làng. Với tính cách như vậy, việc gây thù chuốc oán rồi bị trả thù gần như là không thể. Ngoài ra, vụ án này còn có hai chi tiết kỳ lạ khác. Thứ nhất, giữa tiết trời lạnh rét của Fukushima vào tháng 2 mà thi thể lại không hề mặc áo. Thứ hai, chiếc áo bị cởi ra và để lên trên ngực nạn nhân trong tư thế vô cùng khó hiểu. Thế nhưng, còn có một câu hỏi bí ẩn khiến ai cũng lạnh gáy khi nghĩ tới. Làm thế nào một người đàn ông trưởng thành có thể chui vừa vào ống dẫn chất thải tí hon? Phân tích kỹ hơn một chút, kích thước của nắp hố là 36cm và 20cm và chiều rộng vai của người đàn ông trưởng thành Nhật Bản là 40cm. Nên có thể chắc chắn, việc Naoyuki tự chui vào đây là điều bất khả thi. Một chi tiết đáng ngờ khác là chiếc áo mà Naoyuki ôm đã được gấp phẳng phiu, sạch sẽ. Khó có thể tưởng tượng một người có thể gấp áo trong không gian hẹp như vậy, mà tại sao Naoyuki lại ôm áo trong tư thế ấy và quyết định cởi trần để chết vì lạnh. Hơn 4.000 người dân địa phương đã đệ chữ ký lên văn phòng cảnh sát và yêu cầu điều tra lại vụ án để tìm công bằng cho nạn nhân xấu số này. Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối lời đề nghị này và từ đó đến nay, vụ án bí ẩn với xác chết trong bồn cầu tại Fukushima vẫn mãi là một ẩn số không bao giờ có lời giải. Đến đây thì bản tin Chuyển động cùng dân mạng đã kết thúc rồi. Đừng quên đón xem để biết cộng đồng mạng đang có gì hot và khám phá những câu chuyện độc lạ nhé. Còn bây giờ thì Tính xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Bye bye!